Hà Giang, nữ phó ban tổ chức huyện ủy tố cáo bị sàm sỡ. Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình, Hà Giang bị tố cáo đột nhập nhà riêng, sàm sỡ nữ cán bộ tại huyện ủy. Bị hại trong vụ việc là chị NTT, phó ban tổ chức huyện ủy Quang Bình, 38 tuổi, trú tại thị trấn Yên Bình cùng huyện. Người bị tố cáo là ông NVH, chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Theo đơn tố cáo được chị T gửi Ủy ban Kiểm tra huyện ủy khoảng 20 giờ tối ngày 26 tháng 8, ông H đột nhập vào nhà, sàm sỡ chị T trong lúc chồng chị không có nhà. Phó Bí thư huyện ủy Hoàng Ngọc Liên cho biết, Thường vụ huyện ủy đã họp yêu cầu hai cán bộ viết bản tường trình. Thường vụ đã giao Ủy ban Kiểm tra huyện ủy xác minh sự việc, đơn của chị T đã được giao công an huyện làm rõ. Nếu sự việc đúng như đơn tố cáo, huyện sẽ xử lý nghiêm khắc cán bộ đảng viên vi phạm, ông Liên khẳng định.